Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm lên đến 0,85%, hiện tại chỉ còn đứng quanh vùng giá 2018 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2015,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2044,96 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,59%, giao dịch ở mức 102,56 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 1,70%, đứng mức 42.196 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 3,912% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng mức 71,62 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm khá mạnh, tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với Kiko News trước đó, theo ông Elsie Milling Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại tác tư chiết Goldman Davidson, nói rằng mặc dù giá vàng đã đạt được đỉnh gần đây nhưng vẫn còn nhiều dư địa trên thị trường để đẩy giá cao hơn nữa. Ông nói rằng khi kim loại quý tìm được đá tăng, không thể biết giá có thể cao đến mức nào, có rất nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm tới. Tuy nhiên, tôi không kỳ vọng vàng sẽ sớm thấy sự bứt phá, trong khi Fed đang tìm cách cắt giảm lãi suất vào năm tới. Câu hỏi vẫn còn là khi nào việc này sẽ kích hoạt. Trong dự báo chính thức của Tattoochit, nhóm của ông Milling Stanley nhận thấy có 50% cơ hội giao dịch vàng trong khoảng từ giá 1950 cho đến 2200 đô la Mỹ trên một ounce vào năm tới. Đồng thời, công ty nhận thấy có 30% cơ hội giá giao dịch trong khoảng từ 2200 đến 2400 đô la Mỹ trên một ounce. Và ông Milling Stanley cho rằng sức khỏe của nền kinh tế sẽ quyết định giá vàng sẽ tăng cao như thế nào. Trong khi tiềm năng tăng giá của kim loại quý dự kiến sẽ thu hút các nhà đầu tư chiến lược mới, còn theo ông Milling Stanley nhận thấy, sự hỗ trợ dài hạn của vàng cho thấy động lực bền vững cho đến năm 2024. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, trong 5 năm qua, việc chốt lãi khi vàng ở mức trên 2.000 đô la Mỹ trên ao là điều hợp lý, và tôi nghĩ đó là một phần lý do tại sao đôi khi giá có thể giảm xuống mức này vào năm tới. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương đã rất nhất quán trong 14 năm nay mua từ 10% đến 20% nhu cầu hàng năm. Đó là sự hỗ trợ to lớn bất cứ khi nào vàng có dấu hiệu suy yếu. Cho rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều năm nữa. Trong một thế giới bất ổn về kinh tế và bất ổn địa chính trị, bất kỳ đợt bán vàng đáng kể nào cũng sẽ được mua tương đối nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên tăng mạnh, tuy nhiên với mức chênh lệch mua bán phổ biến hiện nay đang là 1 triệu đồng đến mức cao nhất hiện nay là 1,2 triệu đồng trên một lượng, vàng nhẫn giảm mạnh trong nửa đầu tháng 12. Nhà đầu tư vàng nhẫn từ đầu tháng cho đến nay đang lỗ khoảng 1,5 đến 1,6 triệu đồng trên lượng. Để khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 60,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Còn với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 60,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,10 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại PNG đang được mua vào mức 60,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,05 triệu đồng trên lượng. Mặt hàng nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng của Doji đang được mua vào mức 61,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,20 triệu đồng trên lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào mức 61,47 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,52 triệu đồng trên lượng. Trong khi mặt hàng vàng miếng sau nửa tháng tăng mạnh gần triệu đồng trên lượng, thì mặt hàng vàng nhẫn lại đề tiêu cực với đà giảm tới hơn nửa triệu đồng trên lượng. Mặc dù đã tăng trở lại, tuy nhiên người đầu tư vẫn lỗ. Khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra từ trên 1 triệu đồng cho đến 1,2 triệu đồng trên lượng mà nhà đầu tư đang phải gánh, thì mua vàng nhẫn từ đầu tháng tới nay lỗ khoảng 1,4 đến 1,6 triệu đồng cho mỗi lượng. Còn đối mặt hàng vàng miếng SJC, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cũng bằng một phiên tăng. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,52 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,50 triệu đồng trên lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,50 triệu đồng trên lượng, cùng tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Mức giá này áp dụng cho cả hai hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 73,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,40 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với Doji Hà Nội mua vào mức 73,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,30 triệu đồng trên lượng, hiện tại thì không có điều chỉnh về giá. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán. Mua vào mức 24.040 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.410 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sau khi điều chỉnh giảm mạnh trong phiên giao dịch trước đó, giảm đến 90 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua vào chiều bán ra. Trong phiên ngày hôm qua thì không có điều chỉnh. Kết thúc phiên này mua vào mức 24.550 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.350.000, bán ra 7.450.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.350.000, bán ra 7.450.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.340.000, bán ra 7.440.000, tăng 10.000 ở chung vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 7.320.000, bán ra 7.430.000. Phú Quý SJC mua vào 7.330.000, bán ra 7.430.000, giảm 10.000 ở chiều mua chiều bán ra không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.350.000, bán ra 7.445.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 7.350.000, bán ra 7.410.000, tăng 10.000 ở chiều mua chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.350.000, bán ra 7.430.000, tăng 40.000 ở chung vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold vào 7.320.000, bán ra 7.430.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000, tăng 20.000 ở chung vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại cũng trong xuống tăng khá mạnh, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1 triệu 060.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000. STC Huế vào 7.347.000, bán ra 7.452.000. STC Biên Hòa Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 7.350.000, bán ra 7.450.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.348.000, bán ra 7.452.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này được điều chỉnh tăng mạnh, tăng trong khoảng từ 125 đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.095.000, bán ra 6.200.000. Nhận bù số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.095.000, bán ra 6.210.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.085.000, bán ra 6.170.000, cùng tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.978.9 nghìn, bán ra 6.108.9 nghìn, tăng 29.700 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.443.000, bán ra 4.643.000, tăng 22.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.412.5 nghìn, bán ra 3.612.5 nghìn, tăng 17.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.388.1 nghìn, bán ra 2.588.1 nghìn, tăng 12.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.